Các bác sĩ khuyến cáo là bạn nên thay thường xuyên, nếu có thể một ngày bạn thay 3 lần, dùng một lần rồi bỏ. Còn nếu không thì tối thiểu khi mà các bạn đi làm, đi học, tối về đến nhà các bạn sẽ phải vứt cái khẩu trang đó đi, và hôm sau các bạn sẽ phải làm một khẩu trang mới, mua một khẩu trang mới. Điều đó rất tốn tiền. Một khẩu trang than hoạt tính như thế này, tính năng cũng chỉ để là ngăn hắt hơi thôi, không có diệt khuẩn đâu các bạn nhé. Có diệt khuẩn trong lượng cũng chẳng giải quyết vấn đề gì đối với con corona này cả. Một ngày bạn dùng tối thiểu là 1 đến 2 cái, với giá là 4.000 đến 5.000, đó là giá bình thường, chưa có thổi giá. Một cái khẩu trang cô tông này 5.000, một cái khẩu trang giấy này 300. Nếu các bạn muốn làm thì mình sẽ hướng dẫn cách làm đó các bạn. Về khẩu trang này mình sẽ hướng dẫn cái mẹo thứ nhất, đó là mẹo làm thế nào để ngày nào cũng có khẩu trang sạch mà lại không tốn tiền mà lại hiệu quả nhất. Các bạn mua cho mình 7 cái khẩu trang tương ứng với 7 ngày. Chọn cái loại khẩu trang cô tông này, tức là cô tông 100% cô tông, bên trong nó không có cái miếng kim loại nhé. Bởi vì là khi mà mình có miếng kim loại mà bóp cái mũi này, là mình khi mình thực hiện thao tác khử khuẩn bằng lò vi sóng thì nó sẽ cháy. Vì vậy trước khi mua phải kiểm tra kỹ là trong này không được có thành phần kim loại hoặc là dây điện. Bạn mua 5 cái này, 7 cái, bạn cho máy giặt, bạn giặt sạch đi, giặt sạch đi, sau đó vắt khô, sau đó bạn mang vào lò vi sóng, bạn để chế độ mắc và bạn quay cho mình trong vòng 3 phút. Đảm bảo với các bạn mang ra khẩu trang sạch sẽ, thơm tho và khô và mới và tiệt trùng 100%. Khẩu trang này vừa dày vừa ấm, vì vậy cách này là cách hiệu quả nhất trong các cách. Đó là gì? Mua 7 cái, giặt sạch đi, mỗi ngày mặc, là mỗi ngày dùng một cái, và đi làm về hoặc đi học về các bạn bỏ sạch đi, và các bạn vắt thật khô đi, không cho nó đi sáng 3 phút, nó sẽ khô và nó sẽ diệt khuẩn nữa các bạn. Và hôm sau các bạn sẽ có khẩu trang mới để đi làm, đi học và chẳng tối xu nào, mà lại còn ấm lại còn bền. Đó là một.